của mình là thanh ba đúng không? Ừ, thế giới này là giả, đó là điều đầu tiên tôi đang thừa nhận. Tôi nó tính chuyện cơ sẽ không phải của mình. Chúng ta đã biết đây tất cả những gì chúng ta được khi mất đi đầu tiên là được chúng ta người là cái đẹp thân trang lượng cắm vào người và cái trang quản lý kênh YouTube ấn vào tạo kênh mới. Tôi làm biết tất cả những gì đó trong cái từ khi mất ý thức điều này là điều gì thực sự khung cảnh người đàn ông ấn tạo với dây nhựa cắm vào người cùng với những vết răng cũng như chiếc ông ta có thể là tương lan tan thành năm điểm chỉ bằng một cái nhìn. Đến bước này chúng ta gót lại khi nào hiện ra kênh mới thì bắt đầu chuyển qua kênh chính thầy tùy. Một thiếu niên thanh tú dưới ánh trăng kinh hành lạc sức địa la trong đêm tối lộ ra khí tức yêu dị tình cảnh sửng sốt thất thần đây là yêu trong lúc vô tình lộ ra kia kích vào kênh chính kia người yêu dị hắn gặp qua rất nhiều diện mạo của thanh dương nãi bóng phúc ngờ số không nho nhã sinh viên nghệ thuật thanh tiến cùng với thiếu niên tai mèo khiến người ta tim tập từng tập từng sập. Không bởi em nó bị gì vậy chém mất. Phần việc vừa rồi chỉ là tiện tay mà tôi minh bọn chúng ta còn chuyện cho người. Nhạc Nhi không chút tôi tự các đầu bị kéo liễu chạy lách qua người trước mặt. Chậm đã, cái gọi là chuyện quan trọng chẳng lẽ là vì người sư dư thất thân thì nhoáng một cái đã chắc chắn được mặt hai người. Vậy nha, rồi dù đôi giày hát lò quay quay tay rồi tôi nhớ tình lặng nhạt nhìn xem kiếm ma tây mai cùng phun máu càng chỉ có một điểm ấn người cùng cũng dám xưng thần ngay cả một cái kiếm điều tiết trên đồi cũng dám xưng mình là thần kiếm ma tây lai nghe vậy kiếm hết chân miệng lần nữa phun ra một bụng lớn dương thanh trần hồng cùng một đám lao cổ khuyết kiếm công nhìn lộn nhất tình mặt không thể được nổi. Cái này từ nãy đâu con này nắp thẻ mới vào để ấy tiếp là đoạn nào đây để mua tiếp đây đây ừ. Báo quá thì mẹ nó có tắt của mình chịu nó biết là gì rồi nó tắt làm được gì rồi nhỉ cũng nhỉ con tắt ở đâu lúc bay hả bị nhiều lần qua bỏ với đi đã đâu bị nhiều như là phải khóa đây là quân nhiều thì à đâu đây đây là mèo mà đấy mới ai vào em phải dùng sao con này còn tắt luôn
cứ một lần át thẻ là phải tạo cái này. Qua nó hiện cái này này. Sốc đây à? Vào đây này. Cái gì em? Chết được con này đây. Được mấy đầu con à? Chết đấy. Một con ạt này mình chết được nhiều lần đúng không? Ừ. Con này cứ một lần mua như thế này là mình ấy ra. Cứ một lần mua được kiểu này là mình mình lại add con sản phẩm khác vào thì lại add thẻ mới. Add lần nào đấy? Đây à? Add cái gì em? Add thẻ vẫn edit này. Quay không bật pion mà không bật pin thì chết bộ có thẻ đây. Chết bộ xin coi. Deadline 8 này là cái gì quân? Hả? Deadline 8 này là gì? Deadline là không lấy được 8 đây là em đánh xuống máy của mình. Con này ok rồi đúng không? Nó báo cái này đúng. Phải bay đó. Đấy, con new dưới. Cái đấy là bay khoan. Nhưng mà những cái con mà add vào như này mà không bắt được CCP thì thường sẽ được place, place order for đấy. Lúc nào ra chữ thanh kêu ấy thì mới gọi là được. Đấy. Ôi thấy con này lúc nãy đã được đã ra thanh kêu ở ra. Đấy, như thế này thì mới gọi là được. Chú nó không phải con nào cũng không ra về để được. Sau này mình lại bấm vào đây. Bấm vào đâu rồi, bấm ra ngoài hoặc là bấm vào đây mà tìm sản phẩm tiếp được. Xong lại áp vào giỏ hàng. Đấy. Thắng nha. Thắng bỏ đây đâu anh.
Trộn cái này sao nó đỏ nhỉ? Cho bên dưới. Bao nhiêu giờ đúng không? Bạn chọn cùng một sản phẩm cũng được. Quan trọng cái thẻ. Cái này pick up rồi. Vẫn ấy được. Nhưng mà sao nhiều tiền thế? Sao 8 đô liền? Ôi đâu không phải nhỉ. Tôi chọn một chấm mấy mà. Dưới 10 đô được ngay. Nhưng mà mua cái nhỏ hơn, cái nhỏ. Đây này, 1.8 này. Bắt ship, phí ship về. Nhưng mà sao lại hiện ở đây nhỉ? Mua sản phẩm rẻ nhưng mà nó bắt mình trả tiền ship nữa. Đấy được. Mua máy là dùng 3 lần à? Vâng. 2 phát rồi. Hôm qua mình cũng làm. Bây giờ áp thẻ mới là... Ủa thì con này hết rồi. Hôm qua mình phát. Tức là con này 3 phát rồi. Con đem phương giấy nhớ nào. Rồi. Bút. Bút. Không có rồi. Đấy, sau đó tôi để lên bàn ai lấy này. Tháo thế. Sao phone này không được nhỉ? Quân xem nhanh phát. Hả? Cái phone này sao không được nhỉ? Không được đố không đâu anh. Hả? Phải đố khác không được đố không? Trên đầu A. Trên đầu A. Lấy đầu 8 này. Đồng nào cũng được, ngoài từ đồ không ra, nhưng đầu. Hai bao nhiêu thì mình cũng được. Cái này là mít đúng không? Không được không? Này, bộ cái gì? Cái cấp cha với đổi IP cha nhiều rồi IP đổi ăn đi thì thường đi lại là nói à. Ừ, ra Gary lại không giả bố. Cái này chọn cái gì thôi? Bật ấn cái gì nó ra đây? Nhập mail, nhập pháp, các thứ ấy. Nó sao? Cái này mới à? Mới. Lâu quạt rồi đấy. Ừ. Quạt rồi. Tôi bây giờ tìm sản phẩm thôi. Tìm sản phẩm rồi, áp vào giỏ hàng rồi, bấm mình thôi. Bật test rồi.
bút đây này, Sơn Anh, bút đây. Chấm bát đi em cùng với cháu cùng không cùng bắt đầu không Thank you.
yêu em xin em bao nhiêu nhiều nó báo đối không thành công với thẻ thì mình nốt kiểu gì ích về đấy. Mình bắt đầu hỗn loạn những tên đang ngủ, mình tỉnh dậy ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Một số tên tưởng có kẻ địch đến tấn công chưa kịp mặc áo giáp đã cầm binh khí xông ra. Kẻ địch giày xéo lên như nhau mà chạy ở phía bắc phố tìm lối con lên rốt ràng mấy ngựa bị hỏng hồn nên đang tìm cách chạy thoát. Họ phạm thiếu long thúc ngựa lên ai không phải chuẩn bị đến ga có tên còn con lao theo mấy ngựa. Phạm thiếu long trả lời lại đánh qua một vòng lúc bấy giờ những người chạy đã hoàn thành trình trong biển lửa. Nói xong là thần liền xuất ra 300 lượng bạc trắng đưa cho Hoa Tổng. Hoa Tổng vì hơi nhiều không cầm tiết tiền gọi hai ông thái tử qua cùng một tay. Nói xong xin thứ gia quý yên tâm dịch cho người và hy sinh cái đoạn giả này thì Hoa Tổng sẽ giúp chúng ta quản lý tốt cái nhà này. Thấy Hoa Tổng tấm vinh chất như sắp nói xong liền nói tiếp được rồi giờ cũng đã chậm chân rồi. Tổng coi sắp xếp một người bố chút gì để ăn đi thôi.
Lúc Mạc Trinh được ngồi dậy, thì đến bên cạnh ta, chúng tôi hoàn thiện đã tới đích từ từ sớm. Hắn ngồi dậy chạm nhẹ vào Mạc Trinh bên cạnh của đời phố. Hồi tưởng lại những chuyện qua, thật là phấn khích, gương mặt rực cả mới. Còn hơn những gì hắn tưởng tượng có từ còn chưa được hắn còn muốn hớp, nhưng có lẽ mà sự tình vẫn còn chưa chấp nhận. Vì điều này chỉ bằng việc như tối qua, điều điểm cộng làm tránh, rồi hắn yên trong tâm lấy mặt kia từ phân. Hắn vương với mình đến đâu cũng cảm thấy thì quá, hắn phải chịu nhịn rãi dẫn dắt với người này. Hắn chưa bao giờ chiếu sự nhấn lại cả đường đường theo quần áo Mạc Trinh Tuyệt tính toán cách để dỗ Mạc Thiện Mạc Thiên. Hắn cũng không muốn phải chạy các tội như thế buộc chương 26 theo sử xưa các gia các vụ thì bắt đầu đi chúc Tết Tiết gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì năm trước Tiết Kim Văn lên chức, cho nên năm nay người thân hữu đến thăm chúc Tết so với năm vừa rồi nhiều hơn không ít, tự nhiên lại một phần nữa trưởng gia Chu Thị phải lo trong lo ngoài. Cũng may Tống Mục Đình đều là trợ của các ngược lại, còn có Tiết Vui Như ở một bên giúp đỡ, tuy rằng thân mình Chu Thị coi như là nuôi người nhưng cũng đều có mà ngăn nắp. Để Tiết là Tháo Thái Thái vừa lòng như Lý Thị Đợt Chi tuyệt quyền trưng ra trên trưởng gian, trên mặt cán cũng nhịn được dứt khoát liền cứ tạo cao bóng từ lúc đầu đến cuối luôn luôn đều không lộ diện. Cô số tự xóa kẻ ở trên ấy à, không vừa vào nước đấy nhỉ? Thì có thể sẽ có phần em
chân ngọc xong nhìn gương mặt non nớt chân thực hóa thần cho sức mạnh trái tim của thị sử càng thêm mơ hồ không phải hắn bị quỷ nước ở địa vị 13 liên hợp vốn nam phương giết chết được sao cho hắn lại quay về thằng lúc còn đang còn đại học hắn còn thấy được trần ngọc năm đó hắn tự tay giết chết nữa suy nghĩ dịch thế tiên biết tưởng có chút hỗn loạn đúng lúc này có người đến cửa phòng đi vào đoạn thư quân mặc một bộ áo kiểu bụng dài rộng đeo kính vẻ mặt mơ hồ như đưa hồn bước đến nhìn thấy mặt Tường Hiên trong cùng mặt trường học hay thư quân thường như có chút bất ngờ Tường Hiên sao cậu vẫn ở đây không phải cậu nói hôm nay định đến phố thiên thu mua quà sinh nhật cho cô Văn à Lúc này mà chưa kịp tỉnh dậy, phía bên cạnh đã trống vẫn không là mặt trên đã rời đi từ sớm, hắn ngồi dậy chậm nhẹ vị trí bên cạnh mình một cửa tỉnh lại những chuyện hôm qua thuộc phấn khích gương mặt gợi cả mấy còn hơn nữa thì hắn tưởng tượng có điều còn chung đủ hắn còn muốn hơn có lẽ bây giờ mặt tiên còn chút chất nhận điều điều này chỉ bằng việc đi tối qua điều gì cậu ta làm tránh hắn biết cho dân chính mặt tiên từ phân đến chúa mình đến đâu cũng sẽ cảm thấy sự quái hắn cả nhịn nhịn tận tay dân dắt với người này hắn còn bao giờ chưa thấy đến ngay cả Đường mà chi tuyệt tính toán để khách. Những lúc Mạc Thiên hắn cũng không muốn phải tránh mặt cậu như thế. Ôm đây là lần thứ ba Mạc Thiên bị đánh trúng cậu được thể ra phía sau. Chân hơi tự chớ, ánh mắt có vẻ mông lung rõ ràng với được người chiến đấu trong đạo đăng cung được tập trung. Phúc
Cùng chiếc người ra đi trái tim ta còn tơ vương. Ba biết mẹ rồi. Chỉ là một thoáng mơ mộng, chỉ là một giấc phiêu bồng. Lòng ta đau khắc họa dung nhan nàng quay gọn cánh hoa tàn. Quá thì đêm đúng rồi.
Thôi chết mẹ. Ngày nói khái nói đều nhiều. Nay tự dưng thân thiết mời nước. Ô kìa. Ai đấy thì... mua app có tiền nó bị thế này thì xử lý sao anh? Tôi không còn file được một phát nó gửi đi. Nó gửi đi. Đi live. Gồm... Đây nè. Gồm nhưng mà nó không gửi được. Thì tôi gửi nhẹ. Nó gửi đi. Nó gửi đi. Nó gửi đi. Nó gửi đi. Anh em nhạc nhất tắt đi. Mấy cái nhạc này không biết gì có dính hay không nhưng mà cứ tắt đi. Nhạc này không gửi đâu. Còn cần cái chai thôi. Là quyền tốt độ. Gì có cái chai mà rẻ. Rẻ mình trôn. Đúng không ạ? Phải không ạ? Phải không ạ? Phải không ạ? Đây. Đây là sao? Cái này là lỗi chứ. Mấy con bạn nốt CCV đấy phải xem CV. Tay gặp cô chị không? Lỗi tay. Đấy. Đó, CVV. Đấy, gọi đi.
Sao đi ngủ? Đi ngủ xuống đi ngủ. Mày là lan thế nhỉ? Anh Nghĩ bắt đầu trong phát thứ hai là mình mua cái gói bạc đấy này. Anh Nghĩ bắt đầu xong mình ngâm đấy. Cái này bạn mua phát nào chưa? Mua một phát cái này rồi, Nghĩ rồi. Ừ, mua từ thấp lên đúng không? Ừ. Con làm lần mấy? Đồng. Ừ, con làm cái đó. Con làm là hai thì chỉ mua ở trên bên trên thôi. Báo hải quân cho ta ăn. Cái này là được không? Không. Đúng rồi đấy. Cút nó. Bạn chụp lại. Để yên đấy, để yên đấy. Không chứ không chụp đi vào làm gì. Để yên đấy nhá. À. Bây giờ. Là bị gì đấy? Cái lỗi này là ngâm hay gì ấy từ từ. Hỏi lại anh Hùng ơi. Cái lỗi tối qua anh bảo ấy, bảo Đức Anh chụp ảnh lên đấy. Cút nó này. Hùng với tên mình này. Làm này nhỉ? Đấy. Là giờ ngâm à? Sao buổi tối thế, nhiều cái nhà anh em vào không có tìm đấy. Thôi. Giờ mình tập lại từ cái một. Tập lại làm một tí à? Trên 36 cân ăn một. Quân bị à? Nhưng mà máy này đã đi từ trước rồi. Này. Giờ là ok đúng không? Và ra bạn một máy nhá. Cái này. Nốt là đeo cái nút lên tôi ghi bẩn là 3 lần rồi đấy. Không dám đi dấu ở đấy. Quả chú mấy đấy là gì phải xong qua rồi. Khi tao làm thời gian như vậy chứ không nên cần nhắc đến nhau nữa. Có phải là anh cũng nên đã được thì em quên thôi. Quân ngâm là vào xem phim. Tức là làm gặp lại người khi đó anh ngủ. Đặc biệt cái phần IP. Nếu mà tính IP về phát là nó báo không như thế ngay. Ừ. Còn muốn mình nhìn mình là đi 20.000 là sao? Nếu mà bị dính chỗ đấy thì mình nhờ reset tổng 2. Reset tổng 2 General. Network setting. Đi xe rồi. Ở đây.
Thì xếp dòng 2 sau ngâm nó. Không add IP chuẩn được. Nhưng mà cái lối lúc nãy là mình quay lại, mình reset. Mình vào setting. Rồi em ngâm từ khi mà từ bỏ. Và biết là không bao nhiêu lâu mà thì em không quay phát đồng mà nó lên vô đấy là không như là học luôn cả cái con máy và mất con làm thì trước đến giờ em làm học luôn cả cái con à cái ai cái ra đây thử reset lại em được không? Reset dòng 2 ép lên thử. Cái phần update được đoạn nào này? Cái gì? Nhà trẻ đệ nhất vũ trụ hai. Nhà trẻ tồn tại. Tắt phần minor này. Tấm biển của nhà trẻ tắt update. Tinh hoa đây. Không không biết đã làm được bao nhiêu năm rồi. Tham thì trải qua bao nhiêu mưa dầm. Trải qua bao gió biết mưa sạch nắng khiến tấm biển treo siêu siêu keo keo trên cánh cửa hóa sắt nhỏ tạo ra màu sắc tươi đẹp của nó. Thì chưa đã sớm tay đi bên cơ nhận thêm vài phần bên trên chấm phát chấm nhận ấu hòa viên vị trí chỉ là thằng nào hết rồi đấy, tắt hai cái rồi đấy. Tắt những gì rồi? Tắt ứng đen này. Rồi đến tắt tham này. Rồi đến tắt vị trí. Rồi là tắt chưa tìm thấy chỗ tắt vị trí đâu. Vị trí phim mai đã tắt rồi. Phát thanh của bố chương 2. Chúng sẽ cầm dừa. Một cái này là quay công nhiên. Chuyển đến tô bánh em như mày. Người tài xế 30 tuổi này. Đến mà lại bị dọa đến mức đái ra quần. Cái này máy mới à? Có máy mới. Người rồi cùng chúng bỏ có nhưng lại không can đảm đối mặt với quỷ hồn đến đòi mạng cả. Nhưng mà rốt cuộc thì gì xảy ra? Tôi phải tìm ra được. Hắn không có ảo, không có bị ảo giác như vậy. Sự tình đây, có vẻ vào đây gì? Trở lại thập niên 60, tôi bị hệ thống iPhone này chương 2, hệ thống Thánh Mẫu. Nghe nói hệ thống Thánh Mẫu này đến từ một vị diện cao cấp. Nơi đó trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt đến cấp độ cao. Không quên thôi. Nhân tính đạo đức hôm nay càng thiếu hụt. Một số nhà khoa học có lương tâm tham gia nhiều nghiên cứu ra hệ thống Thánh Mẫu này dựa vào các dụng nước bắt của thể kế tức tỉnh đặc quan nước kia sâu trong khu vực tham để vị trí làm nhiều thứ yếu cái IP còn theo các bạn mua tham ở đoạn nào giờ là có biết tham là vị trí á vị trí là cái đấy không là chủ yếu là cái IP là gì không bao giờ để nó lỗng bằng cái này đi trong phiên 70 vị nhân kiều một mềm chương 3 quá hận
Cái gương mặt người nằm trên mặt đất đã trở nên quái dị. Đã thế này rồi, cô xem rồi mày sau còn mặt dày ra bàn tay này dày ra bị câu dân anh tưởng bật cô mặt đi. Tỉnh lại, cô vừa mới mở mắt ra thì thấy trước mắt mình thấy một em bé xì ngồi sụp trước mặt, có thể nghe cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt u ám đến bên ngoài. Cô bị dọa cho giật mình, suýt nữa cô lên quỷ và nhanh chóng lan sang một bên. Tập niên 70, xuyên thành tổng tử của Nam Chủ. Chương 2, Nam Chính Đạo. 1, 2. Kiến thức do nhiều việc này trong đầu cô tự nhiên dâng lên một số tin tức đều liên quan đến trí nhớ của Nguyên Chủ. Và nội dung cốt truyện, nhiều tin tức quá nhiều không đến từ buổi chiều khiến đầu cô như nước ra, đau đầu đến mức là cô kêu lên tuyển tuyển quyền quyền con tinh tinh à con tình đồ. Cảm ơn trời đất, mẹ Lâm dừng khóc buồn hòa liền các con thương con cháu một chút chút khóc việc được đối tượng bây giờ nhất lần xã hội đại hiện tại thì phải được phải trở nên con làm mọi việc có thể thương con cô ấy đã lớn được cái trả lời có lẽ thì nhưng mà cũng không nên nào đưa ra những cách được tính cách mẹ được là gì đến từ và thế nào hay có được lại cách có thêm những cách có những tác phẩm mình. Bá Thương, chương 2, nhiệm vụ đầu tiên, đây là ai? Từ nói phát ra thì trong một gác thanh niên mặc trường bào màu xanh, thân hình cao lớn, có phần hơi thực thô bệnh. Có biết tên này là nơi nào không? Dám xông lên, muốn chết hả? Nhưng như cực bệnh. Còn lại, bên cạnh dính trường mắt quát, chào hai vị sư lên, tiểu đề là Vũ Tuấn. Đệ tử Mạnh Môn trong kiến thức khác có gì đắc tội xin anh sư huynh bỏ qua cho lúc tuấn hết con người chậm chậm ra đáp sát thép ma pháp chương hai vào thế giới mới. Hai bàn tay tiêu hủy sơ chi thế này giờ đây không phần nào cũng hiểu được nhưng cứ nhận ra trong tiếng vẽ ca thở ra cơ thể nhớ ca ba đúng một bên trong chẳng lâu đau sáu tháng phút nam tinh một trận lao các anh phải sau thế là con phải lòng đi ai đó cứu tôi với. Chưa ngày không thể về Thanh Sơn. Lời kêu cứu của tôi rốt cuộc cũng cảm động trời xanh thì buồn trời. Ngay sau ngày kỷ niệm 100 ngày bị mắc kẹt ở đây thì nơi đây xuất hiện hai vị tu sĩ không chỉ thế là một người tới giữa hai người từ một vị mù thì tính cách của tôi sẽ tốt hơn. Nhờ vậy tôi có thể nghe được tiếng bước chân của họ rất xa. Đối với toàn giữa bọn họ hai người này là sư huynh đệ đồng môn sai chứ đi đường đi đấy. Công cho cái này. Công an, mà ai muốn thì cứ hoàn thành được rồi. Người đàn ông là lên lên. Còn bắt cái chuyện thì làm có phát trên giờ họ đẹp phát còn có đây đã bị như vậy đã 10 năm nay rồi bị được quật.
chương sách là thực tài chương hai đầu tiên chính giữa khi cượng người cô muốn ngủ dậy vượt mắt cho tất cả một anh tranh cái gì anh tranh vẫn sẵn nước trên giường một cái tay cô ngồi dậy kiểu chưa cô định sửa cho mẹ à chúng ta có phân lên để hôm nay lơ là mình nhận không hiểu đau khổ vì rượu từng cái ngay trên đường người đàn ông nhìn chằm chằm nhìn cô mặc kệ cô lúc đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chuyện gì đấy nó báo vấn đề là gì thay thẻ vẫn bị tạo anh là sắp sai thế thì con này bỏ ra con này lần ba rồi tự bế phát thì vẫn là phát liêu 22 sân bay của là đi ra này rồi xét đứng bắt đầu đấy điều viên đầu hai nguyên trừng mắt từ đầu hai rồi không có báo sai đấy muốn mắng nhưng lại ba đang ký hết rồi xóa máy đi xóa cái phone chuyện đâu là chuyện của chính công nguyên trưởng của tỉnh Hà Nam viên và hết loài cầu đúng không? Đây đúng không? Tầm này đúng không? Mẹ chừng mùa đông mày cứ theo nhau về đường mau tin em còn ra cứt theo đường về bao ngày đâu hết nhỉ? Theo lót bao nhỉ? Bông đi thôi em mới ra đây. Tôi tặng cái này nó nhẹ. Bạn này bạn nhầm đúng không? Nếu bạn đặt nặng nhầm đúng không? Đi xe lại xe không xe kinh đâu đâu anh chốt đó đi xe chồng bao nhiêu đó chốt xuất kinh đâu mấy cái mấy cái trời trời cao lại những duyên đã gặp nhau nhau để hôm nay lỡ lặng một người anh yêu niềm đau khổ lấy nhau anh anh tránh duyên trách phận bỏ thì cứ để ra đi máy này có cái phát mấy cái con mà lúc chưa lên dạng cái ai cả lâu mà sau rồi giờ nó nhận cái bên phone này là sao mà trẻ nó kệ nó à chỉ là tôi nhận bên phát cái con này ra anh không biết Thank you.
Beside falling off, inside our hands, my shaking voice in the palm of our hands. Qua đường post của anh nhỉ? Cổng này, qua cái này. Không. Qua đường mơ gì? Anh em còn làm cái đường gì là xóa anh nha, không có ngại. Trong sự ta lại những chiếc thắc mắc nhau để hôm nay lỡ là một mình anh yêu biết nào không dì sẽ hẳn bảo như bên người sao được một phê phê là gì vậy? Gì? Có một phê là nó bảo vệ ứng dụng gì? Bảo không hiểu nó bỏ hết nhỉ? Contact anh em mới lót vào contact đây luôn nhá. Để xem có phải do đầu tiên nữa không. Nhưng mà bắn được nó bị contact luôn đâu. Bắn được không có. Bắt đầu bị contact thì nốt lại. Mẹ nhỉ? Mẹ nhỉ? Phải không? Thế mày? Mày giờ sẽ có ai con ba của anh? Này mình cũng tìm được tôi nữa. Và đây là Hùng ơi. Ừ.
cái mà ở trên là ABC này này, mình chọn New York nhưng mà đến lúc mình áp thẻ mình chọn cái khác có được không? Tìm không thương không đấy à? Cái tìm nhá. Random address. Cho thầy chọn gì? À, New York. Ở trong ABC này là New York này, lúc mình ấy lấy. Đấy. Cái nào? Kéo xuống dưới. Anh ôi hỏi em. Bây giờ vào bước qua cái năm mấy thế á, với cả sách nó tải cũng chả mất gì đấy anh em, cứ tải nhiều quá nhá. Vâng, em tải rất nhiều luôn. Sau đó phải làm đây rồi. Cái này là zip code phải không? Ừ, cái đầu thôi. Em một con nó bị con tắc vừa nãy là con bắn được nhiều ấy, chắc là do đổi wifi kia. Với một con thì lúc đổi wifi vẫn bắn được một phát, xong nó bị delay. Thì đang đấy lại, em đang cài thêm hai máy nhé. Tôi là cái con lúc này đưa trang cho bạn xem ấy, con đấy là con tắc đúng không? Xong rồi giờ tôi lấy con khác, tôi đang áp thẻ. Làm thẻ tay làm hai máy tăng âm, hai máy vừa mới xét xong. Ở đây nó mất báo thế này. Ừ. Giống như cái phone của nó ở đâu đúng không? Lớp ơi đi bạn. 33 thôi. 033 chứ. 33 thôi. Đừng cái US nó. Kiểu gì ấy, cái không được số 0 đầu tiên đâu. Cái số mà ta tị đây cũng cần phải nhập vào khoảng. Sao đây cũng có chứ. New York. Cái đây New York nè, thành phố này. Còn New York sau N I nè, ba này những cái viết tắt, ví dụ N I hay C A bất cứ cái gì ở cái address này thì nó là bên trên mà xóa N I đi. Bên dưới chọn New York. Bên dưới là nó sẽ lựa chọn. Nhìn bên dưới. Vừa ra con đầu tiên đúng không? Đúng không? Nó hơi. Phát ra vào là nó
hay là đầu mà bị đi ra thì cầm thăng bắn tiếp anh. Còn cái dưới này thì không cần nhỉ, mình điền dòng 2 rồi mà nhỉ, ở dòng đầu rồi mà. Ừ, này giống kiểu địa chỉ 1, địa chỉ 2 ấy. Nó báo kiểu này là mình gọi app vào app thẻ trong web nhỉ. Cái này chắc là đấy. Không rõ. Cái đấy là là cái này đúng không? Đúng. Vào app web rồi đúng cái này đúng không? Không ơi, không phải đấy. Sorry. Apple ID chấm là nó sẽ ra. Apple ID mà. Đúng rồi. Nhưng mà dưới bạn nhập là apple.id ấy, nên là tôi mới nói là không đúng, nhưng mà nó ra gợi ý kìa. Không được anh ạ, vẫn hiện thế. Anh bảo thoát ra vào lại. Nó không tiền nhá. Anh bảo nó không tiền nhưng mà em thoát vào lại. Đây là không quay được chứ. Dịch ra nha, nó vào đi. Em tưởng qua Apple Store đấy không? Sao anh nghe app Blue Repeat? Biết liền không rồi, sao biết liền? Xem nó mất tiền. App Sách Blue Deo Repeat gặp lại. Repeat á? Repeat G-E-V-E-A chuyện bạn đang đăng ký cái này có 299 như kiểu đăng ký có đấy rồi anh ạ. Thì nhưng mà nó đang nó có tiền quá đâu, nó không con ăn đấy, con ăn đầu tiên của AK Cloud đúng không? Ừ. Cái béo là ăn đầu tiên của đấy. Thôi mua của các nhà. Con 400 nhá. Đấy nha, một con thì sắp một lần tên một AK Cloud thôi, đúng không? Có nghĩa là AK Cloud này, em lock các robot đầu tiên em sắp. Còn em out các robot trong em out, em lock các khác thì không sắp nữa. À, con này con thứ hai rồi. Ê, đừng chơi mà kéo này. Em bị chín hoàng này. Sắp gì? Cái con nốt này anh. À. Con thứ hai thì trộm cái bàn đi. Em không biết em tưởng là sao nó vẫn còn được gì mà sao. Báo là có rồi. Điều này là người làm vụ. Anh nói em biết đau không.
Kê lý nhỉ? Ghê đấy. Nghe nào đấy? Xin đi tôi nào? Hả? Xin đi tôi nào? Thôi bỏ cái nghe. Tùy thôi, à, đọc cọc trên đấy rồi à? Mẹ của tao hết rồi này. Chưa chấm. Của tao hết rồi. Nhưng mà chấm chấm đi. Hết rồi. Hết rồi. Tao cũng hết rồi. Ý mẹ 4 ngày cũng rồi thôi. Thôi bỏ đây. Tao 10 ngày hết tay rồi. Thế là 10 ngày 2 lọ, tức là 5 ngày cũng hết một lọ đây, 4 ngày hết 1 lọ. Chắc mấy ông trụ cơm ăn. Mẹ cứ chắc ra thật. Ăn cơm thì mang cái ăn cơm chắc là nặng rồi. Rồi lại bỏ cơm. Chuyện mẹ thằng con người nó nhanh. Chồng lên một đầu thôi, đéo gặp tiêu. Nhưng mà tiêu thì nó không lấy thay hút thêm là bạn làm gì đúng không? Làm đi làm một buổi làm sao không hết được một cái đầu này. Kéo rồi, trừ khi có người hút chung. Bởi vì trong cái này như trong cơ phải với mất hiện rồi thì hiểu bản chất này, cái này là cái thành phố, cái này là cái bang, phải hiểu bản chất của nó là thế. Môi dung bay trôi thôi à? Dung bay được nhiều nhất. Đấy thì tôi bay phát cho bạn xem này. Tự nhiên hiện bạn đứng đây thì... ghế tôi nó không chắc chắn đâu. Gãy gãy. Con thể lại trong mai. Cái này là bay gì? Rolog bay bay gì? Bay chung mình nhá. Nếu mà không được thì chắc chắn là bạn đen rồi. Xong luôn, còn bé đấy. Mới vẫn mới rồi đó. Anh em đeo khẩu trang nhé, đâu dịch Covid đấy. Đi lên tầng đi. Đi thế chưa? Đi chứ. Là mua được à? Mua được. Đây. Xong là lên dã quả dâu à? Từ từ gấp thế đấy 40 Covid à? Trời ơi. À, đứng Covid mà đứng đây à? Ê cay cả đấy. Covid đây nhỉ? Covid thì lừa đi. Không phải Covid đâu. Đúng là Covid đâu. Chết rồi. À lấy cố tình nhìn lấy em à? Còn ở đây nó đứng xuống. Covid. Covid. Thật đi thật đấy đùa đấy. Thật à? À. Đấy đâu, đấy, quá đấy. Mình biết rồi anh em cẩn thận. Mẹ mày tin tưởng có đấy mày. Nói được đáo anh em. À. Chết thật có thật á. Thì bảo thật thì anh em có nghỉ im không sức đấy là cũng yêu chết thật. Chân thần thì không biết liên quan gì nói với cáo à. Trên tầng có táo rồi. Chết táo rồi. Ôi, chịu ôi. Anh em có mấy có 4 quả. anh em lối ở cột của đáp mùa thì tốt là hát hay là quay luôn nhá. Ví dụ quay nọc lai, sắp canh nọc lai vào. Được không? Hát được lai, nốt hát được lai vào. Đấy, như con này áp vào khu vực CV. Đấy, làm cẩn thận nhé, ngâm lâu đi làm cẩn thận, đi làm đến cây quan tăng này.
mà dưới đội kia là quay vào thì không bị công tác rồi. Nhưng mà anh vẫn biết lỗi đấy. Thế là anh bị em à? Đội dưới kia bay không bị con tác mà anh vẫn biết lỗi đấy để về chỉ cho anh em. Thế là như nào? Biết đâu. À. Anh test 2 ngày 3 ngày anh xuống học chứ. Yeah. Thì anh test là toàn bị lỗi đấy xuống học. Thật ra cái lúc mà mở hết áp thì mấy vị trí thì từ chỗ nó đi. Học thì nhưng mà cái gì liên quan đến từ trên nó nhảy sang Việt Nam phát là thì về nó bị con tác nào. Được có 2 phát là như thế nào? Nếu mà phát này em bị con tác nữa thì em sẽ dùng điện thoại để làm luôn. Cho nó chết. Ok không ạ. Nếu mà cảm thấy khó quá về quê, trồng cá và nuôi rau. Có ra lồn. Cái gì? Chúng ta ảo thế. Sao mà không ác được từ ác thể xác anh? Cái này là có phải chị ấy không đấy? Chúng ta nào? Nhưng mà mày không việc gì đúng không? Nếu mà con cát không việc gì thì là nó không việc gì, còn đã con cát thì con cát thì... Sau cái này thì vào tắt kia ở trong wifi đi đúng không? Nó tắt đây đúng không? Rồi, ăn lại rồi, xong bây giờ vào đây tắt đúng không? Đúng rồi, mình mất xe bút nữa. Em làm sao tự tin vào gì? Cảm giác mình tự tin làm các bút này xong thì cùng mất đi con cát. Thế là mình xong thì tại ai cả rau đúng không anh? Xong đi chụp ảnh, xong chụp ảnh trước các kiểu ai cả rau đúng không? Em nhớ lúc nhưng mà ý em hỏi anh để cho chắc chắn là liệu em làm như thế có sai bước nào hay không? Mà mình có tắt. Một chín ba một. Ngâm đi máy còn nhiều nữa làm, con máy đi nó quay ngâm lắm. Đặt tên cho bóng đêm chương 2. Sao em làm con đi kẻo em vội thế? Chương 2 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 chương. Cái lúc đấy chắc ngày em phải chặt đầu để lại mày ra. Nam mô của ta ai gì đó. Đại trưởng này quay thì nó bật, quay cái đi lên hai phố vừa rồi hay có bật. Ô. Anh ơi. Ôi sao cái giờ này bị đứng hình ở đâu vậy? Quá nồn sao nó lát lâu thế? Không sao cả. Nó vẫn có cái gói đéo mua rồi. Tôi xin em biết. Đây cháu hai trong đấy bị Covid rồi à? Ai đấy? Ừ. Sao? Bước kìa. Lệ á. Lệ á. Ờ. Lệ Covid á. Thế thì thường về nhà anh em còn dài lắm. Em một lệ bị Covid rồi mà. Thường về nhà đã. Thôi em mang cái dùng 4 năm anh em ở đây em gọi là tao đồ nếu tình lên. Ờ, lỗ với nhau.
Mà bây giờ Covid nó căng lắm rồi mà nó không có về. Mình giữ cho người nhà của mình chứ không phải là người cống. Còn mấy anh em Hà Giang thì đi Hà Giang thì có may Covid đi. Mày về ngất rồi. Mày nữa nó lại chửi mẹ với thằng người về. Mày dậy. Phải ta cả nhưng mà một lần này nhé. Đi rồi ở đây mà. Cũng người máy tôi bị đơ rồi bạn ơi. Đơ thì mình xét lại đi anh. Video không mặt này. Thì giờ video không mặt. Thì là lỗi chặn video đấy. Đúng. À. Sao? Phải lỗi chặn video là người cái đấy chưa đăng. À. Lần này nó không cho đăng. Thì là trong phải của anh. Lỗi chưa? Anh kia là phải đăng. Nên nó không cho đăng. Nó chặn video này. Video đấy không ổn. Mẹ phăng này phăng trăng đi, bắt chúng phăng đi. Chúng ơi, bật cam đi xem lệnh đi nào. Có cái gì mà bật bật cây vô đâu. Đang nhìn thấy đang hết rồi, đang bật cây rồi. Này, đợi em biết là cái này nè. Hỏi tùy ấy. Nó dễ này. Tiến lên liên tục mà. Năm cây không mặt mà. Nhờ bạn lên cái chỗ trôi giải thẻ của tôi cho xem nó CCTV. Còn mỗi một cây ạ? Đây, chỉ không phải. Chờ bánh thôi. Nay em bảo em đang ở bên ngoài này nè. Em gửi tiền với chị. Báo là bạn đang đặt vào giới hạn em hôm nay. Nào thì sẽ nhớ là anh còn là ấy cho anh thái cũng như anh mỗi người mới cho anh đi. Mày lo 2 đô thì mày cả ăn lên 1 cái thì nó đi đô đấy chả lấy ạ. 15 phải chưa? Chủ lo có VPS trong nó lấy được không? Không mua cái ấy ở đâu nhỉ? Đúng rồi. Tôi nhấp vào mua để gói ghi này. Ở đây. Đây. Mà là giờ rồi. Sao đầu không hiểu gì. Anh em chú ý một số lấy như kiểu nét là IP này, hai vị trí này, ba nhớ backup này. Cái con màu đỏ này bay bị cái gì nhỉ? Nên cắt cái gì là do lúc đêm chưa backup được đâu, lúc đêm đưa cho Thanh backup chưa được. Nhớ nên là chẳng mới bị ở đấy đây. Thì con mẹ nó bị gì đây? Kiếm một bước anh không? Anh đấy. Máy mới mau đờ hết con tự nhiên
Reset thôi. Yamane, thank you. Nhưng mà bạn bạn add IP chưa? Add rồi. Rồi bây giờ bạn đi xem thử tác phẩm đấy. Thôi thì thử làm con xong. Quay thì mắt, mắt lên quay cổ mà nhắm mắt. Anh ra một tí nữa. Gì nữa nhìn cho nó kỹ nào. Chung mà tôi tự là hỏi mình xem có phải không. Tôi ra đi tới đây đấy nha. Ở đây không anh? Ừ, không ở đây đúng không? Thử nghiệm ở dưới đây mà. Có một cái chiếc cầu đỏ. Có làm gì? Sao mà nhiều thế? Chuẩn phụ tá, chuẩn phụ rau thôi. Không có info với các bạn. Anh ngồi bên đây. Bắt đầu từ nay mình bắt đầu quá trình tập viên mình tại nhà anh. Vì một môi trường không Covid thì anh mình phải làm sao đây? Em chưa thể yêu ai, yêu đến còn gì. Quay video. Phùng ơi, sao tôi vào chút ai vào mua dung lượng mà thì mẹ nó loát lâu hay là do máy tôi bị đơ ở đây ảnh hưởng gì không? Anh ơi. Hả? Đây nha, bình thường nha, như như con này nha Tuấn. Và đến iCloud là nó có cái app nha. Con này anh cái app rồi này. Anh mới, anh cũng anh cái app trước rồi này. Có là bình thường là có cái app mà. Không kia không có. Chụp bài những người đang đứng lắm. Mà trình nền, tải hết cái trình nền. Còn phải tải những lúc nền trước anh, em tưởng là ở đâu bật chứ. Là cái hiện như ai clap on này. Cái này thì nó tải sẵn hết rồi. Cảm ơn đấy, nó cứ làm. Cứ làm theo đây. Cái này nó hiện chỗ khác rồi này. Ai clap on. Tải hết rồi, cái này nó tự tải hết. Cái ứng dụng này là nó tự tải hết chứ đúng không anh? Và với cái ứng dụng này nó tự tải chứ đúng không? Chính là nó tải, nó cứ tải hết, tự tải hết. Vì ngày xưa ấy, tôi dần dày chơi tay. Phải nó bỏ tất cả, nhưng mà thừa thế. Covid nè. Mình quên mẹ đấy, cái CCTV nuôi lúc nãy là gì vậy nào đúng không? Của em mình là con mẹ, mình quên. 091, và 0907. Thì đi lên dưới tầng thì đeo khẩu trang vào anh, cứ sức tí đi, đeo khẩu trang này. Đi lên tầng thì đeo khẩu trang vào. Đeo khẩu trang không khí à, mày vừa chưa ăn cơm rồi cạnh em đi xong rồi người lại khóc. Chưa biết. Rồi chưa biết là chưa đi. Cạnh ai? Ai ngồi cạnh? Ai cạnh này? Tôi ngồi sau mà.
Tôi với bạn với Tuấn ngồi sau đây. Anh ngồi sau à? Anh ngồi đây. Đường An không nói có đấy thế. Ăn rồi. Anh thử bật con máy này lên đi. Mình không ai không nói hai bài chân nhé. Bắt vấn thế, em đã đổi đâu, nó chưa được, chưa mở được cái điện thoại đấy lên để đổi ấy. Con này mới về đi. Ừ. Từ sáng rồi. À, để bảo bác sĩ Hiếu mua cho ít muối. Có máy hả? Thế người yếu đấy nhỉ? Hả? Để kêu ra. Cô yên kiểu Việt Nam. Đây là cho nhân duyên sắp đã. Đây, có 5 máy đây rồi. Đã hứa. Thì phải chờ mà bị Covid thì chúng ăn lon luôn. Lon này. Qua sao thì vào vào mua ấy mà phải nhập lại thẻ nhỉ? Ăn. Mua dung lượng thôi, dung ăn lên chỗ của tôi thôi. Cái gì? Vào mua dung lượng nó là bắt nhập lại thẻ. Chắc là bạn sai cái gì đấy. Nào. Bỗng đêm nay mưa bay. Anh thấy đôi vai của cô lại. Anh đi về đêm một lần. Bạn đọc cho tôi phát 4931 rồi 0998 đó còn 109 đấy nhỉ 4931 0998 à sai thường số tư. Bốn chín ba một không bốn chín ba một không chín chín tám tám bảy ba sáu tám bốn ba chín một và xem vào trong này này tôi đọc rồi 4931 0998 7368 4391 đúng rồi 0128907 mười giờ anh cái này nó kỹ một mắt tớ cứ chọn giờ gì cái mốt của mình kiểu hả hả cái này nó kéo lóc được ấy nhỉ cái thông tin đấy áp thẻ mà nó báo cái này thì đã được áp rồi. Bách ra xem nào. Em mà. Về đi ơi. 907. Anh cũng chưa tập thành nhiều nhỉ. Biết. Ôi nó có gì đấy sai sai rồi. Cái mạng méo nó lâu lâu xin chưa đúng chưa chết lại đi máy bạn nó sọc kia nên là nhiều cái nó hơi bị đó đuổi đi à đuổi đi à có mạng những kỷ niệm cứ mãi trong tim chẳng thể nào anh quên được em những nỗi buồn. Không ơi, cái này là nhắc lại trong 15 phút phải không? Em vui là điều tuyệt nhất. Mua dung lượng. Giờ anh biết hả? Đã quá muộn. Quá muộn. Quá muộn. Cho sự sắp tới nơi thằng nhắc chắc là của anh. Mua thành công. Người anh lên Covid. Anh là như sợ. Tất cả mọi người. Nhưng mà tùy hôm nữa thì ra thằng cu nó bị Covid được chưa
hôn của Idol, thằng bé nó bị Covid chưa? Tuyển mấy hôm nay thì thằng bé bị Covid chưa? Một này tháo dữ quê ăn trước cái đợt rộ rộ lên thì biết hay không thì đi rồi, nhưng mà bây giờ nó bị gì, nó ốm thì ai không bà con à, tôi hỏi thôi. Vấn đề bây giờ là nó... tôi hỏi là nó bị chưa, vấn đề thôi, đấy là đấy là bạn thôi đi rồi, đấy là bạn giết nhau đi, 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 giết thế hỏi gì thì hỏi không thì hỏi để kiếm mua bát mua đen nhà chưa một cái gì luôn, hỏi bị chưa sao lại nhưng mà thế hỏi bị chưa để làm gì, để làm gì thì người ta chưa kịp nói bạn nhưng mà mẹ rồi. Ôi thì bây giờ là bây giờ tôi quên hết rồi, từ nãy tôi nói cái gì bây giờ tôi quên mẹ rồi, nhưng quan tâm chăm sóc nhau tí để quan tâm nữa. Ôi thế đâu à, tôi bị đau đầu quá, tôi xin lỗi bạn. Thế ông như kiểu mình sắp giết nhau lần nơi tôi làm mua xong có cần phải... Ô, nó nhập rồi, tôi nhập sư của anh ấy. À, nốt. Nốt đi. Anh Nhung không bắn được, anh Nhung. Bắn nốt là đây để anh bán. À, không khỏe. Nếu bắn được. Tôi lúc đấy đầu tôi sắp nổ tung một bên dỉ một bên chúng hai bên dồn vào cái này ủi tay ai đổ chưa anh kể nó nhơn bay luôn nhơn có áp lực không cường bạn chỉ có tôi tí nào đâu cường ủi anh sao bằng em nữa em mùi khoảng anh tùy anh thả vào lắm không, anh cũng thả vào lắm nữa vì mũi em tắc mẹ rồi. À tắc mũi à, dám tắt mũi à? Hôm nay ai nghỉ không nhỉ? Hôm nay à? Hôm nay ngày bao nhiêu? Thế để em xin đi phòng mình ngủ nhá. Hôm nay sao anh tùy nào nhé? Anh nhớ cơm. Hảo ra. Không được à? Mày hỏi nó chung đích cái việc hỏi à? Có chị à? Được rồi. Giờ thế nào, muốn gì? Ít ra phải hỏi như em Tuấn nó còn lịch sự. Là ví dụ vừa nãy bạn hỏi tôi à, thế bạn hỏi mục đích gì? Thôi được rồi, chuyển chủ đề đi anh em ơi. Hiện tại nó nếu hỏi cái gì, nó chơi gì, nó nhưng mà viết theo đi. Em Tuấn nhỉ, em Tuấn lịch sự. Em phải nói lời yêu thương nhau. Viết theo đi cho tâm hồn bay bằng. Ừ, vì cứ đổi. Mua gói xong xong rồi là quân này vào cái chỗ mà đừng có để nó tắt làm hình sướng quá là đoạn nào rồi nha. Tiếng Anh à, hai chữ Anh kìa. Ây ây ây. Hai chữ A đây này. Hai chữ A rồi. Đây, hai chữ A đây. Ai, đây rồi, chữ A đây rồi. Đấy, biết của em nghe. Đấy, em máy nhiều, nếu mà lỗi dịch lai thì chung âm đấy xong. Lại bay được rồi. Mẹ mày. Bay bao nhiêu ạ? Dịch lai được, bay được, bay bé nhất. Mất ra. Bay được, chung âm đấy là máy khác đi. Bạn đi ra thì cứ ngâm là mấy khác. Thôi dùng em mua con ngon một pin này thay thế nó ngon đấy. Sao đi làm nó bay đi. Ừ, chỉ có 3 con này. Làm thêm 2 con nữa nữa. Hết thẻ rồi anh. Con lấy được thêm thẻ không nhỉ? Hết rồi. Ở chỗ tôi còn mấy con kìa. Em lên thêm. Thì em tắt spe đi, em có tắt hẳn cái này luôn. Tắt hết, tắt hết. Lấy 3 con thôi, để 3 con, anh có 3 con này, anh có 3 con để gọi anh. Em vô tình kéo luôn đấy. Mà không chết, quên mát đấy, tôi lấy đi, xong rồi để ra được.
thích, ví dụ thích thích lấy được hai con thì chơi một con. Em thích, em chỉ con nào thì con lấy thôi. Ở thích hết đi rồi. Thích rồi, rồi, rồi em thích cho. Thích năng con thẻ rồi. Không, hết rồi thì thích làm cái con thích mít cho con cháu con nào. Để em thích cho anh Lanh nha. Nói thế rồi vẫn chịu được thì chịu luôn, chịu thích không chịu đấy, thích thì thế thì em đã bảo thích rồi, em đừng chịu nữa. Thôi hai anh em đấm nhau đi, đứng lên đứng dậy đấm hơn, đứng lên đứng lên lên đứng lên lên cho cái này nó rồi. Bắt nhập phát nhỉ, họ tải app ấy. Bận bữa không lên anh không biết thôi chi tiết gì đấy vậy đúng đấy thì trước vào tải là tắt phay anh tùy cái này Roblox còn phải tắt rồi phải tải có sẵn đấy anh siêu mà đúng rồi cái đấy vậy cái chắc rồi chị giúp đấy. Thì anh, hồi kia anh Hùng vừa mới mua của mày 200 trăm nghìn chưa rồi. Cùng với chỗ này 100 hết rồi. Ôi, mai chuối. Cứ 5 phút bán một lần nhỉ? Có lần bán được đấy. Cứ ngon 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 quả nào. Bây giờ nhiều máy làm nhiều máy thì làm ngon thằng chớp sao. Sổn. Nếu lên nào cũng lại chích lên nào cũng chậm rồi đấy nha. Ừ, đi chích lên. Cứ nghỉ 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 nha. Anh vừa nghỉ bút bạn đây. Anh về rồi, sang đấy anh nghỉ gì đây? Gì? Ok. Nghỉ. Bảo anh nâng mồm cho anh. Nha, một cột tay, cột áp nhá, áp cái nào lúc nào nhá. Rồi, quạt ra tôi vào mua nó hiện cái này thì không mua cái đấy nữa bạn. Mua qua đây. Con nào? Anh đến thăm em trong buổi chiều. Sợ ngày mai em đi mà. Đây yêu con đất đi tập đi ngủ ăn. Đang ngủ và nghỉ, chiều đến ngủ tí. Chiều đi ngủ. Kêu lên cho thâu tận trời cao xanh. Rất tiếc anh Nhân Đức Anh ơi. Anh Anh à? Anh chết được hai con, mít cả hai. Thế thế nào? Chết được hai con, mít cả hai là như nào? Chết được hai con mà tay mít cả hai. Phải nhanh thế. Phải dùng một mát thôi mà. Mát thì mấy. Át thể khăn được tay chẳng được thì biết làm nào. Ôi thôi. Ngày vui đã qua nhân tình thế thái. Vừa sẵn hết rồi. Với kinh nghiệm tay uốn mát 30 năm của em thì làm sao mà sai được. Đầu uống một béo nhận. Dịch Covid biến chủng mới này thì đây xã mới em chị. Em chú Hùng Diệp, em có một con cạp đồ đang bắn cũng vũ lít mỗi ngày đấy. Dạ anh đây bắn được không ạ?
Hả? Không ăn luôn chứ có đến ngày nào mà chết kiểu gì? Chắc được hình như 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 trước bắn đô đốc bằng IPUS thì chỉ US được mà đổ năm chục lên chơi nhà cụ năm chục ít quá con dâu thẻ anh cũng như thế mà đủ thì các bạn đây được đã được rồi. Ôi, ai em sướng cũng tìm tao mấy cái mà chơi làm hay là không có ngày vui đã tan dùng hả bán đi để bán anh đang bán rồi đang bán được mà bán 80 thì thế nào hai phát rồi năm phát là anh lên gói ngay em yên tâm chưa mai tôi đổ tài phát thì không ảnh hưởng hôm qua bán được 10k hả my love is for you, I love you so much. Mặt tao. Một thằng nó thì như do cả đấy. Nên ta ai cả, thằng nó xong như ta cả thì thứ ba. Ngày hôm qua chip đám kẻ đám tư đi chết rồi đi. Còn một bộ bốn nha. Ok anh. Chơi. Anh tài của anh vào thì nó mẹ. Chơi. Con bay khác không làm gì thôi nha. Không làm gì nha. Từ dòng anh thôi. Quay đều mỗi tình ngày xưa ấy. Đồng cuộc xe đồng hàng đồng thì biết chắc là đồng. Ha ha, chửi à. Được đấy. Được quá. Quên quá mày. Đúng nào? Chửi ngay. Nhân chửi. Một chửi. Đỉa quá, đỉa. Bọn đống trên dưới này hết tiền hay sao ấy? Ngày vui đã qua, nhân tình như cất. Em muốn kêu lên cho thâu tận trời cao xanh. Chỉ là vì em tận trắng chưa trồng. Lầm mộng lịch nhịp 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 nhịp.